Theo các chuyên gia dự báo thời tiết trong nước và quốc tế, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới vẫn rất khó lường. Tuy nhiên, nếu mạnh lên thành bão số 4, xác suất cao sẽ đi vào Trung Bộ. Tổng cục thuế vừa có công văn hướng dẫn miễn giảm gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân, doanh nghiệp sau bão lũ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ Tết âm lịch từ ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Trước tình hình hồ sơ đất đai tồn đọng từ 1 tháng 8, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp để giải quyết dứt điểm. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, đến hết ngày 16 tháng 9, chỉ có 13 trên 68 lô đất trong phiên đấu giá ngày 10 tháng 8 hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn lại đều bỏ cọc. Quân đội Mỹ vừa thông báo hoàn tất rút lực lượng khỏi Niger, chỉ để lại nhóm nhỏ binh sĩ bảo vệ đại sứ quán ở thủ đô Niamey. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã bắt đầu cuộc điều tra kéo dài 2 tuần để làm sáng tỏ sự thật về những gì đã xảy ra trên tàu ngầm Titan trước khi nó phát nổ, khiến cả 5 người bên trong thiệt mạng. Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ tiến vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Sáng mai 18 tháng 9, tâm bão sẽ ở khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hôm qua, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA và một số trung tâm cảnh báo bão nhận định bão có thể đi vào Bắc Bộ. Tuy nhiên, cập nhật mới nhất từ GMA cho thấy cơn bão này có khả năng đổi hướng về Bắc Trung Bộ. Trước mắt, các chuyên gia khí tượng nhận định bão số 4 không lớn như bão số 3, nhưng vẫn gây nhiều khó khăn trong dự báo cho các đài dự báo quốc tế, với nhiều khả năng đường đi tiếp tục thay đổi trong các phiên dự báo tới. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có thể tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ và tiến gần khu vực quần đảo Hoàng Sa, gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Các chuyên gia khí tượng của Việt Nam cũng dự báo cơn bão này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền Trung, gây mưa lớn và gió mạnh. Một số chuyên gia nhận định xác suất cao bão sẽ đổ bộ vào Trung Bộ sau ngày 19 tháng 9, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc để bão di chuyển về phía Nam. Dự báo vào lúc 1 giờ ngày 18 tháng 9, hướng di chuyển Tây Tây Nam khoảng 25 km một giờ, vào Biển Đông với gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 9, hướng di chuyển Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km một giờ, đến quần đảo Hoàng Sa, gió cấp 9, giật cấp 10. Về tác động, từ chiều nay, vùng Biển Đông, Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Trên đất liền Bắc Bộ và Trung Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới sẽ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm kèm theo nguy cơ ngập úng và sạt lở đất cục bộ. Công văn của Tổng cục Thuế nêu rõ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thiên tai được gia hạn từ 1 đến 2 năm tiền nộp thuế. Tùy từng trường hợp ảnh hưởng của bão, doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dùng cho sản xuất kinh doanh. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế phần tổn thất do thiên tai. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được giảm tối đa 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường nếu có. Đối với cá nhân và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng thiên tai sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên. Trong đó, mức thuế thu nhập cá nhân được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không quá số thuế phải nộp. Thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm tương ứng thiệt hại nhưng không quá 30% số thuế phải nộp. Công văn cũng nêu rõ, hộ cá nhân kinh doanh chỉ cần nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 9 để được gia hạn nộp thuế. Cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp. Theo văn bản gửi xin ý kiến 16 cơ quan bộ ngành về phương án nghỉ Tết âm lịch 2025 trước khi trình Thủ tướng quyết định, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ 2 ngày trước và 3 ngày sau Tết
từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ, tức là từ thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2025. Nếu phương án được thông qua, công chức người lao động cả nước sẽ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần liên tiếp. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp để giải quyết dứt điểm và thống nhất việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm tính thu tiền thuê đất để cơ quan thuế kịp thời tính nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hồ sơ phát sinh từ ngày 1 tháng 8 đến trước ngày Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất. Đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị liên quan đến nội dung này. Theo cơ quan này, các văn bản kiến nghị được gửi đi trước yêu cầu cấp thiết cần phải tháo gỡ vướng mắc trong áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật khi giải quyết hồ sơ tồn động về đất đai kể từ ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Hiện nay do thay đổi vướng mắc liên quan đến bảng giá đất mà hồ sơ đất đai tồn động ở cơ quan thuế rất nhiều, khiến cho việc giao dịch chuyển nhượng nhà đất của người dân bị ách tắc. Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai cho biết, dù thời hạn nộp tiền đã kết thúc nhưng mới chỉ có 13 lô đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đáng chú ý, các lô đất đã nộp tiền đều là những lô có giá trúng đấu giá thấp, trong đó lô cao nhất chỉ đạt hơn 55 triệu đồng một mét vuông. 55 lô còn lại, bao gồm cả lô có giá trúng cao nhất lên đến 100,5 triệu đồng một mét vuông, hiện vẫn chưa được người trúng đấu giá nộp tiền. Việc chậm trễ hoặc không hoàn tất nghĩa vụ tài chính này đồng nghĩa với việc 55 lô đất này đã chính thức bị bỏ cọc. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai cho biết, số tiền dự kiến thu về từ phiên đấu giá là hơn 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thu được từ trúng đấu giá chỉ đạt hơn 80 tỷ đồng, tương đương 1/5 mức dự kiến tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, huyện Thanh Oai đã tổ chức thành công phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao. Các thửa đất có diện tích từ 60 đến 85 mét vuông với mức giá khởi điểm từ 8,6 đến 12,5 triệu đồng một mét vuông. Phiên đấu giá này đã thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư với 4.600 hồ sơ tham gia. Tuy nhiên, sau quá trình sàng lọc, chỉ có 4.201 hồ sơ của 1.545 người đủ điều kiện được tham gia đấu giá. Kết quả giá trúng đã tăng vọt so với mức giá khởi điểm, giá trúng cao nhất vượt mốc 100 triệu đồng một mét vuông. Hầu hết các lô đất đều có giá trúng dao động từ 63 đến 80 triệu đồng một mét vuông, gấp từ 5 đến 6,4 lần so với giá ban đầu. Theo Bộ Tư lệnh Châu Phi AFRICOM thuộc quân đội Mỹ, quá trình rút quân bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 sau khi hai bên thống nhất các điều khoản. Binh sĩ khí tài Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân số 101 ở Niamey và rời căn cứ không quân số 201 ở Agadez. Trong thông báo của mình, AFRICOM cho biết quân đội Mỹ và Niger đã hợp tác hiệu quả, giúp cho quá trình rút quân hoàn thành đúng thời hạn ngày 15 tháng 9 do Washington công bố. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì một nhóm nhỏ binh sĩ hiện diện tại đại sứ quán ở Niamey. Chính phủ Niger trước đó cũng yêu cầu Pháp, đồng minh an ninh truyền thống của nước này, rút quân khỏi lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Đức hồi tháng 7 thông báo sẽ chấm dứt hoạt động tại căn cứ không quân ở Niger vào ngày 31 tháng 8 sau khi các cuộc đàm phán giữa giới lãnh đạo quân sự hai bên sụp đổ. Song song với nỗ lực rời xa phương Tây, Niger đang thắt chặt quan hệ với Nga. Nước đã cung cấp cho quốc gia châu Phi nhiều trang thiết bị và huấn luyện viên quân sự. Quân nhân Nga triển khai tới Niger từ tháng 4 và sử dụng căn cứ 101 làm nơi huấn luyện binh sĩ bản địa. Các nhà điều tra đã trình chiếu lại chuyến hành trình và tàu mẹ Polaris. Titan bắt đầu lặn vào khoảng 9 giờ sáng khi đội ngũ hỗ trợ trên tàu mẹ hỏi về độ sâu và trọng lượng của tàu ngầm và liệu nó có còn hình ảnh trên màn hình hiển thị của tàu bay hay không. Theo thông tin từ BBC, việc liên lạc không được tốt, nhưng sau khoảng 1 giờ lặn, Titan đã gửi tin nhắn mọi thứ đều ổn. Tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc 10 giờ 47 phút ở độ sâu 3.346 mét, thông báo rằng đã thả hai vật nặng, sau đó liên lạc đã bị mất. Trong phiên điều trần tại Nam Carolina, các nhân viên điều tra đã trình bày tổng quan về lịch sử của Titan, lưu ý rằng thân tàu chưa bao giờ được thử nghiệm bởi bên thứ ba. Họ cũng phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng mà tàu lặn gặp phải trong các chuyến thám hiểm được thực hiện trước thảm họa. Trong năm 2021 và 2022, trong suốt 13 lần lặn xuống Titanic, đã có 118 báo cáo về các vấn đề liên quan đến thiết bị.